Đây là mình phát thanh xã Bình Hưng Đông, huyện Bình Sơn, và loa xã Tường Mở số 11 của người đã hài nhớ đam mê sáng tạo thầy Hồ Anh Quang, giáo viên trường trung học cơ sở Nghĩa Thư Tư Nghĩa. Quang Hà là người sở hữu khối tài sản dài hạn, khối đồ sộ có 13 bộ đồ dùng học tập được giới thiệu cấp tỉnh và 6 đề tài sáng tạo khoa học kỹ thuật được công nhận sáng tạo khoa học kỹ thuật của sở khoa học kỹ thuật, trong đó 5 đề tài thuộc lĩnh vực giáo dục. Điều đặc biệt là các công trình sáng tạo của thầy sẽ không thành công nếu có người trợ giúp đạt được là máy tính và internet. Và 40 năm gắn bó với nghề dạy dỗ cũng là chàng ái nam thầy Hồ Anh Quang dùng tòa sáng tạo ra nhiều công cụ hữu ích phục vụ cho việc công tác và dạy học, với mong muốn học sinh vùng nông thôn được tiếp cận với các phương pháp dạy học hiện đại. Thầy Quang luôn mày mò tìm hiểu về dụng cụ hóa những phần mềm dạy học liên máy vi tính để học sinh của thầy được đọc tập đầy đủ hơn. Những món vẽ màu kích thích thị giác, món phụ giả toán nhỏ gọn nhưng chứa được nhiều thông tin, hệ thống đèn bối giả toán nhanh để sử dụng hiệu quả, tạo sự hào hứng trong tiết học. Một tiết toán khô khan với những con số công thức biến đổi có thể gây khó dễ cho người đối diện, nhưng nhận lại được sự hưởng ứng của học sinh. Em Tô Phong Tấn Phát, học sinh lớp 3E, Hồ Hứng Kể: chúng em rất thích tiết học của thầy Quang vì thầy cô có nhiều dụng cụ mới lạ. Các bạn học sinh yếu môn toán và cũng thích tiết của thầy lắm. Nhờ phương pháp của thầy, chúng em có thể học được bài được ra đi lớp. Sáng chế mới nhất của thầy là bản phương pháp giải toán bằng bản đồ tư duy trên phần mềm Minh Mét.